mến chào cô chú và chị. Quê ra đồng, quê mới cài, quê gặp được con MF290 nè. Con này hai cầu. Con này đó, quay chia sẻ lại cho cô chú chị các bạn xem cho vui. Con này bánh lớn á. Bánh Việt Nam 18430. Đi dần sấn trên này chắc 2m2 quá. Thấy cục quá. Xe lớn mà dần sấn nhỏ quá. Dần sấn 2m2 quá. Quay lại vô. Để chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem. Hôm trước đang sử đồng này, đồng của xóm rẫy của Châu Thành, Tây Ninh. Ruộng này là ngập nước quá trời à. Cò kìa, có đàn cò nữa đó. Xuống bắt cá đó. Bắt trùng rồi, bắt dế nhủi rồi đó. Xuống nó bắt dế nhủi hay gì đây, bắt cá nè. Quá trời cò. Đây là một cò. Thấy quỳ phiên bay quá trời. Rồi, chạy lên luôn. Giờ lên trển rồi quay xuống, lên trển quay chạy xuống. Cò quá trời luôn.
cho lây luôn, có hù. Nhịp sáng luôn, có chút anh chị các bạn thông cảm nha. Nhịp sáng không có đẹp. Tại vì cài đi sới không nó dính sình nên nó bay màu, cái rửa lại là mất cáo luôn á, nhìn thấy cũng còn đẹp. Tinh luôn, bô e nữa nè, có cái lưới mặt nạ đây nó hơi cũ thôi, chứ bây giờ nước sơn thấy nó màu lật lật thôi, chứ nó máy móc không, xanh lét không có xì nhớt luôn, còn mới tinh. Không có miếng xì nhớt nào luôn. Rồi xong vụ là về rửa lại là sạch.